chào cả nhà nhé. Đây là bốn bát cháo lòng ship bơ về nhà nhé. Cháo lòng ở chợ Nam Trung Yên, quán cháo lòng này rất là ngon và nổi tiếng, ngon rẻ bổ. Bốn bát cháo lòng năm nay đang là mùa dịch, mặc dù là giai đoạn này là ở Hà Nội là được ra ngoài ăn rồi, thế nhưng mà cứ mua về nhà ăn cho nó yên tâm các bạn ạ. Ở đây là bốn suất cháo lòng có giá là 35k một suất một bát. Đấy, cả cái hộp nhựa này luôn, chắc là cháo lòng 30k, ăn tại chỗ 30k, còn mua về thì chắc thêm 5.000 tiền hộp mới cả cái thìa này. Đấy, cháo lòng Nam Trung Yên nhé, cháo lòng chợ Nam Trung Yên nhé. Đấy, giờ mình tiến hành mở cái bát cháo lòng. Mình thì không dùng thìa nhựa, mình dùng thìa inox của ở nhà. Đây, người ta hộp rất kỹ, mình đã mở trước. Ui nóng quá, nóng lắm các bạn ạ, rất là nóng luôn. Xuất cháo lòng để các bạn xem nhá. Ngon lắm luôn. Cháo sánh. Cái quán cháo này nó ở đằng sau chợ, phía trước cổng chợ là ở chỗ gần cây xăng. Còn phía gần sau cổng chợ là cái quán cháo lòng này, nó cũng mở được tương đối. Mình cũng không hỏi chủ quán cái bà béo đấy là bao nhiêu năm. Thế nhưng mà mình biết, mình về đây mình ở, mình biết ở đây này đã 5 năm rồi. Và cứ thỉnh thoảng mình đến mình ăn. Nếu mà đến ngồi ăn trực tiếp, đến mà nhậu ấy thì gọi suất lòng, bát lòng thì ngon cực kỳ luôn, để nhắm rượu. Chứ còn chúng ta ăn cháo thì gọi cháo mang về. Đấy, mình sẽ thử cái đấy, cháo này, hành nhá. Anh mới lòng ở tất dưới đây. Đấy. Đấy. À. Đấy. Rồi này. Rồi này. Dạ dày này. Đây là dạ dày nhá. Rồi này. Đấy. Xem có cái gì. Lòng non này. Đấy. Thích ăn cháo lòng đặc này, chứ ăn loãng loãng không khoái lắm. Đây, cái này là giải hay sao? Thịt giải. Đấy, quán cháo lòng ship mang về nhá. Có hộp hiếc như này rất là đàng hoàng, chuyên nghiệp, sạch sẽ. Bát nhựa dày dặn nhé, bát nhựa dày dặn chứ không phải bát mềm mỏng. Ngon quá, phải trộn đều lên cho nó chín hành, xong đấy thì chúng ta sẽ thưởng thức. Ngon không? Quá ngon luôn. Mình rất khoái cái món cháo lòng này. Cả nhà mình cũng đều thích ăn. Thế nhưng mà sẽ không ăn thường xuyên các bạn ạ. Một tháng sẽ chỉ khoảng ăn là khoảng đôi lần. Đấy, mới có trộn cháo thôi mà nước bọt đã nuốt ưng ực. Nuốt nước bọt ưng ực không chịu nổi. Quá ngon luôn. Quán cháo lòng đấy ăn ngon tụt lưỡi luôn. Bon mồm. Mọi người cần ăn cháo lòng ở chợ Nam Trung Yên, khu vực Trung Hòa ấy, thì gọi shipper theo cái số điện thoại mình đăng ở video nhé.
bây giờ mình tiến hành thưởng thức nhé. Mời các bạn ăn cháo lòng gọi ship mang về với mình. Ngon quá. Mình không ăn rau sống ở ngoài nên không gọi, không bảo lấy rau sống. Mình ăn cháo không. Quá ngon luôn mọi người ạ. Đấy, mời mọi người ăn cháo nhé. Cháo nấu rất là nhừ và nhiều lòng. Không biết là phải béo thích ăn cháo không như mình đây. Sáng nào ăn cháo cũng được. Tháng ăn cháo cả 30 ngày đều được. Chắc tại mình béo. Nhưng mà chính vì béo sợ nhiều vấn đề cho nên là ăn nội tạng này y cũng phải biết hạn chế. Tháng ăn khoảng đôi lần là hợp lý, không ăn nhiều quá. Biết nó là rất là ngon nhưng mà phải biết kìm nén. Đúng rồi, rất là ngon luôn. Bạn xem ngon không? Cái này giải, thịt giải, thịt giải quá ngon luôn. Bát cháo này thật sự là nhiều lòng rồi à. Đúng rồi. Quá hấp dẫn luôn. Mình ăn cháo lòng, mình thích ăn cháo đặc và nóng. Không thích ăn nguội. Lòng dẻo ăn rất ngon luôn. Mọi người nếu mà đến quán ăn thì có thể đến ở chợ Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội nha. Đấy, quán cháo lòng rất đông khách ở khu vực Trung Hòa, Cầu Giấy, Nam Trung Yên, chỗ Canh Nam đi ra một tí, ngay đằng sau chỗ đằng sau ấy. Ngon thật. Đấy, đây là những miếng dạ dày nhá. Cháo ở đây toàn đồ ngon này, chứ không có những cái đồ không ngon.
toàn những thứ ngon ở trong bộ phận của lòng lợn. Đấy, từ lúc các bạn thấy mình ăn toàn những dồi mấy cả dạ dày, giải thịt giải, những cả lòng non. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người yêu thích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và có hỏi đáp thắc mắc gì ở dưới thì comment cho mình bên dưới để mình biết, mình trả lời nhé. Cảm ơn các bạn. Mình dừng video ở đây để ăn nốt cháo nhé.